Hello viewers, welcome to Hmong Clothes, Accessories and More. My name is Mili, and unfortunately after we are done with the vacation, this is what we are having to deal with. While we were on vacation, it's actually our first day of vacation. That evening, our neighbor called and reported that the storm came and knocked down one of our tree. Actually, it totally uprooted one of our tree. And then a few hours later, he called back and said, well, a second windstorm came by and a branch of the tree fell on top of the tree that uprooted. And so that's how our vacation got started. Here is the cleaning crew. Unfortunately, when we get back, we weren't able to get a hold of the cleaning crew right away. It took another week and a half or so before they were able to make it to us, with the fact that there were so many cleanup to do in the area. And of course, we were one of the very last to call. We have worked with this crew before a few years back, so we were pretty comfortable with their service. And as you can see, the very first tree that you see in front of you, a branch of that fell off during the storm. As a result, we decided to go ahead and took down the second tree, which is right behind it, out also. It ain't going to hit the deck, it's going to swing. The chandong na yemo zhe de shi, de ha chandong nya a zhe de luche na, chandong de ye chandong wa yi ha ke bong lo le na, ye ni chi zhong le ke yue zhe dong mo da su, ye yu de ye dun da ha, ye dun da chan de le ke mo chan da da ke tia. A girl who back your no lomiji door, no day. Tan taught ye unto all jot here, jot war, new volna, ye tan taught ye bechon dong. We are okay, there's no damages to the house. Unfortunately, we were very, very lucky that the only damage is pretty much the tree and the fence between us and the neighbor, and the neighbor's deck, and the second neighbor's deck or fence. In the state that I live in, the way the insurance works is, even if it's my tree that fall on my neighbor's house, my neighbor will have to make a claim on their property. So, as a result, if you think about it, there's actually three property that are having to make the claim as a result of our tree falling over. We lived here for approximately 20 years. This is the first time that we've been hit with a tornado, and this is a category 1 tornado, so it's a pretty small or mild tornado that came through. It still did a lot of damages to the area. My neighbor described to us that when our tree fell down, it made a really loud noise, and his wife was pretty scared. She screamed. So I'm sure that if we were home, I would pretty much do the same thing too.
bây giờ này bởi nữ hai đứa bây giờ thổ bây giờ tổng thể vô nà ê đơn chó nà nữ vô nà đơn chó ê ô trô nữ tư bó nì chà hạ hăng nữ tư bó nè cơ nà chó nà bây giờ chê cú trở xa tế khó dùng ưu trì nhau hồ chế thế hồ ưu nhau hồ chế mà chế hạ yà ưu hạ yàn chai thế nà bây giờ chê nhớ tới khi mấy cả nó là chê dù tư thể nhé cho cháu cho lỡ là chê thổ mua tính mạng lý nó chê dù muốn đó dù cho insurance thả chê lỡ những xa nhé cho tua cho dù thể dù cho kỳ nó ok chê ước chẳng kỳ chê mua nó tàu dạ địa cho khá cú hà garden để nữ bùa lời thế cú khá và cú lúc bà giống để nữ bùa lời thế nào biết chị lời thề nhé cho lời khó lưu ba giống này thế lời thề nhé cho tùn tông và vô nè phía họ tùn tông và vô nè nhớ được cụ xa nè nhớ được ước xa nè chị lời yêu chú tàu tùa mua dìa thế mua giỏ thế tên tên thế chị thà thế ước xa và nhớ được tù neighbor và ở trong tông nó vô một chỗ nè, chị ở họ fence đặc biệt họ vô rồi thế nè, chị lấy thẻ còn lấy thế, chị mua hai lọ, chị lấy mua bé họ thẻ mà lấy thẻ cô lú ba dấu, thế lấy thẻ tường tông và vô rồi thế, chị lấy thẻ tủ lá cá đặc biệt, tủ lá cá và nhớ cho được tủ nên nhớ sách đó. A neighbor reported while we were on vacation that our subdivision has so many trees down. As a result, the whole subdivision was pretty much blocked in from all of the fallen tree. The electrical wires were also down from the main road, so no one could really get out. Unfortunately, with our subdivision, you can only come in. There's only one way in and one way out. There's no drive through the subdivision. So since he was having to go to work, he was able to walk over to the main road and have one of his buddy from work come in and pick him up. Đồng vô là thay bế khó chơi nhó, bế khó subdivision. Thế là, chứ thân thể sứ là chân đồng phải phá nữ vô tí xì lò thế ná. Chị nâng tự trị tàu nè bí hợ, nâng tự trị tàu. Chứ thân thể là bế chờ phải phá nữ thua tàu lì ô nữ, dù là bế nữ để ế lửa mà lì khó tàu cho phải phá nữ tí xì lò thế. Chị khó dùng ưu trị nhá hồ chế, ưu nhá hồ chế mình chế tới rồi, chế ưu dọ nhẹ trị trời thế. Chỉ thằng đấy thầu cũng đã có được insurance thà nó như thế tia, giờ tia thầu dùng mua tính mình lấy nó lỡ, giờ dùng chỉ mua chơi nhỏ nó lỡ lỡ thế như rồi dùng mua thiệt chơi nhỏ tới xí thế, ta xí qua cho người tia chỉ có già đó kho, ưu tư chỉ nhau hỗ trợ là ưu tư mua vacation là chỉ có già nó biết hả, ta xí nếu là khen để cho người xí, để cô là mua hai cái khen để cho này, giờ tia chỉ mua tính mình cho này là hai giờ trong hai giờ nhỏ là mua là giá tận đây giờ tia mỗi tiếng mình trở nên là nên thiết bảo hệ thì do dự do dự chỉ mất chơi nhỏ lại thì lấy những dụng thì thiết thể chơi nhỏ cho dự tí xí thì mà thế của xã thọ chỉ đâu của cho phong như mong nhỏ sở hữu sở cho nó cứ hai lần mong chỉ cho căng lại nè nên tư nôm nôm lo nên những bảo thì tới rồi của hai lần mong chỉ cho căng lại cho video cú cho ta lo mà cú hai lúc mong ta chỉ cú hai chuyện đấy nè bây giờ cú hai ở bên lo xí chỉ cú hai tàu ta chỉ đại nói chỉ cú mua hàng để mình chỉ chỉ nên những nó tàu tiền cú cho lù chỉ tới rồi cú hai chỉ do lù là mua thiên nè bây giờ ta chỉ cú mà cú những xí do cơ bây giờ xí do là hai giờ lúc mong nó đâu nay cái nay bao hết đi à, ừ là cho chế tạo chế trong cái nhà nó bây giờ chế tạo chế trong này nè, thế chỉ ta hiện lúc nào cũng chỉ cho sinh nhỏ thế này chế à, cũng lúc nào mất chỉ chơi thế chế nên nó chỉ cho trong thế, tao cũng hai lúc mong chỉ cho kinh là tao cũng tôi thấy cái mấy cái nó cũng chỉ mấy thế này,
The next video. Watch out. Well, friends, it was good visiting with you all. Now I'm going to leave you with the rest of the video so you can kind of see what the remainder of the cleanup consists of. I appreciate your time and your support in helping my channel grow this far. Have a wonderful week. Thanks, everyone.
Thank you.
Here's the shredder. This other machine behind this truck is a shredder. And then all the logs gonna be hauled away in that container or truck. Thank you.
She's looking pretty good sitting up there, enjoying the view. I was like,